Chào tất cả các em, sau khi mình đã tổng ôn xong những cái kiến thức ngữ pháp thì bây giờ mình sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng, đúng không? Rất là quan trọng. Đó chính là phần số 2, phần luyện đề. Các em mở cho cô trang số 31 trong sách tổng ôn và luyện đề buổi số 18 để chúng ta cùng đi chữa cái đề luyện tập số 18 nhá. Ừ. Làm đến đề số 18 rồi thì đã thấy nhuần nhuyễn và biết cách làm đề chưa nhỉ? Cô hy vọng là sẽ nhận được câu trả lời là rồi hoặc là sắp rồi cô ơi, được chưa nào? Rồi, đề luyện tập số 18 nhé. Câu số 1 kiểm tra về phát âm. Cô có câu số 1 là book, đúng không? Nó kết thúc bằng một âm vô thanh. Thế nên S sẽ đọc là S. Club, 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 đúng không? Kết thúc bằng một âm hữu thanh. Thế nên S sẽ đọc là Z, clubs. Tiếp là mình sẽ hat, kết thúc bằng một âm vô thanh. Thế nên S sẽ đọc là S. Áp dụng quy tắc 3 trên 4, cô chọn đáp án B. Đáp án D thì sao? Stamp, đúng không? Kết thúc bằng một âm vô thanh, thế nên S sẽ đọc là S. Đó, vậy A, C và D sẽ đọc là S. Được chưa? Books, hats và stamps. Còn B, clubs, được chưa? Nó sẽ đọc là S. Còn câu số 2 nào? Cô có pretty, âm gì ạ? Âm I. Pretty, âm I. Website, âm E. Cô có sunset, âm E. Áp dụng quy tắc 3 trên 4, cô chọn ngay đáp án A, đúng không? Còn đáp án D thì sao nhỉ? Helping cũng là âm E, đúng không? Vậy B, C, D đọc là E, còn A đọc là I, được chưa? Pretty, pretty. Đó. Câu số 3, câu số 4 là kiểm tra về phần trọng âm nhá. Nation, nation, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Danh từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Hoặc là chúng ta có thể thấy đuôi gì đây nè. Nation, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó. Cô có nature, nature, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Được chưa? Cô có music, music, âm gì đây ạ? Đuôi IC, đúng không? Trọng âm rơi vào âm tiết trước nó. Music, vậy áp dụng nguyên tắc 3 trên 4, cô chọn luôn đáp án D. Cô có achieve, achieve, động từ, trọng động từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy đáp án D, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Còn A, B, C, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Được không nào? Câu số 2, disaster, disaster, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Unpleasant, unpleasant. Thực chất này nhá, cái từ unpleasant này nó sẽ là gì nhỉ? Là tính từ pleasant thêm cái tiền tố ăn vào. Mà mình đã học cái gì đấy nhỉ? Mình học cái chuyên đề về trọng âm của cô rồi đấy, thì trọng âm sẽ không rơi vào, không bao giờ rơi vào cái tiền tố ăn này, hay là tiền tố nói chung trọng âm không rơi vào. Thế nên cô sẽ chỉ xét trọng âm của tính từ pleasant, đúng không? Mà tính từ của hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, thế nên tổng thể thì từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, được chưa? Careless, tính từ của hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, và trọng âm cũng không bao giờ rơi vào cái gì đây nhỉ? Hậu tố less, được chưa? Đó, careless, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Áp dụng quy tắc 3 trên 4, cô chọn luôn đáp án C. Được chưa nào? Đó, vậy tiếp đáp án D đọc là gì? Occasion, occasion, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đuôi gì đây ạ? Duition, đúng không? Trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, âm K, occasion. Vậy A, B và D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Còn đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Được chưa? Đó, nice. Câu số 5 nào? It was an interesting lecture, đúng không? Câu mệnh đề chính, trọng mệnh đề chính thì ở thể khẳng định, lấy đuôi sẽ ở thể phủ định, chủ ngữ là it, thế nên đằng sau cô cũng dùng là gì đây nhỉ? It gì đây nhỉ? Động từ to be chỉ ở quá khứ đơn, thế nên cô cũng mượn quá khứ đơn, ở quá khứ đơn để phù hợp với chủ ngữ là it, và nó ở thể phủ định thế nên thêm not vào. Wasn't it? Đáp án chính là đáp án D, daddy. Câu số 5 đáp án D, được chưa nào? Đó. Câu số 6 nào, Christopher Columbus was first person to discover America. Gì đây ạ? À? Số thứ tự, thấy được ai không? Cô đã nhắc cho chúng mình không biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Trước số thứ tự điền cho cô cái gì? Mạo từ the, đúng không? The cộng cho cô với số thứ tự, nhớ nha. Đó, câu số 6 đáp án sẽ là đáp án C, được chưa nào? Câu số 7, why are these two schools so different each other? Tại sao hai cái trường học này nó lại khác nhau đến thế? Đúng không? Cô có cái gì đây nhỉ? Cấu trúc gì đây? Different sẽ đi với giới từ. Đúng rồi, to be nhá, different from. Khác với. Được chưa? Different đi duy nhất với giới từ from để mang nghĩa là khác với thôi. Tại sao hai cái trường học này lại khác nhau đến thế? Được chưa? Different from each other. Tiếp, in the future, high technology, women from most housework. Trong tương lai thì những cái công nghệ cao sẽ
sẽ gì giải phóng những người phụ nữ khỏi gì đấy nhỉ, khỏi những cái công việc nhà. Thì in the future, đây là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai. Đúng rồi, tương lai đơn. Cô sẽ có cấu trúc động từ là will cộng verb be. Ok không? Vậy đáp án chính xác của cô sẽ là đáp án gì? B, baby. In the future, trong tương lai, thì những cái công nghệ cao sẽ giải phóng những người phụ nữ khỏi những công việc nhà. Đây là gì đây nhỉ? Một điều tiên đoán, đúng không? Tiên đoán một điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà mình chưa có căn cứ nào cả. Thế nên, gì đây nhỉ? Cô sẽ dùng thì tương lai đơn nhá. Dấu hiệu nhận biết là in the future, được chưa nào? Đó, rồi. Câu số 9 nào. They wish they do not speak many language well. Languages well. They wish. Câu ước nào. Họ ước là họ có thể nói nhiều ngôn ngữ. Họ có thể nói tốt nhiều ngôn ngữ. Vậy đây là câu ước gì đấy nhỉ? Đúng rồi. Câu ước trái với thực tế ở hiện tại. Ước ở hiện tại. Họ ước là họ có thể nói được, nói tốt được nhiều ngôn ngữ. Vậy cô sẽ có cấu trúc là chủ ngữ nào? Cộng wish. Cộng chủ ngữ cộng động từ chia cho cô thì quá khứ đơn. Đúng không? Vậy đáp án của cô sẽ là đáp án gì? Đúng rồi, đáp án C. Tại vì sao ạ? Could chính là quá khứ của can đó em ơi. Đúng không? Could là quá khứ của can. Được chưa nào? Could là quá khứ của can. Và các em để cho cô một chút này nhá. Trong câu ước không bao giờ có tồn tại gì đây nhỉ? Hiện tại đơn. Thấy không? Đó, và cũng không bao giờ tồn tại can. Đó, can là gì đây nhỉ? Là chỉ cái khả năng ở hiện tại. Được chưa? Đó, không bao giờ tồn tại những cái trường hợp như thế này nhá. Nên mình có thể loại luôn. Được chưa? Câu số 10 nào. Doctors suggest face mask to avoid infectious disease. Là gì đây nhỉ? Bác sĩ thì khuyên rằng là gì đây nhỉ? Chúng ta phải đeo cái khẩu trang để tránh những cái bệnh truyền nhiễm. Thì bây giờ cô có cấu trúc với suggest. Suggest cộng cho cô với, đúng rồi, cộng cho cô với một verb in, mang nghĩa là đề nghị, gợi ý làm gì. Được chưa? Và đáp án đúng của cô chính là đáp án A, wearing. Được chưa nào? Doctor suggest wearing face mask to avoid infectious disease. Được chưa nào? Đó. Câu số 11 nào. We went to the restaurant. There were no food in the house. Chúng tôi đi tới nhà hàng. Không có đồ ăn ở nhà. Thì but điền cho cô cái liên từ nào đây? But là nhưng. Đúng không? Cái này thì mình phải dựa bằng nghĩa rồi. Tại vì but, although so và because đều đi với một mệnh đề. Thế nên cái cấu trúc ở đây nó không giúp mình loại trừ đáp án nào cả. Thế nên mình chỉ có thể dựa bằng nghĩa thôi. Although là mặc dù. So là vì vậy. Because là bởi vì. Đúng không? Đó, nhìn cho cô là there were no food. Chủ ngữ này, động từ này, tân ngữ này, mệnh đề chưa? Đó, cả bốn đáp án này đều đi cùng với mệnh đề được. Thế nên mình chỉ có thể dựa bằng nghĩa thôi nhá. Chúng tôi đi tới nhà hàng bởi vì, đúng không? Chúng tôi tới nhà hàng để ăn bởi vì không có thức ăn ở nhà. Được chưa? Không có đồ ăn ở nhà. Bởi vì câu số 11 đáp án D, daddy. Được chưa? Câu số 12 nào. Parents sometimes don't know how. Cái gì đây ạ? À? Chúng mình đã học cái chuyên đề số 2, children and infinitive rồi đúng không? Danh động từ và động từ nguyên mẫu rồi thì chúng mình phải biết là sao how. Nói chung hay là các từ để hỏi. How nói riêng và các từ để hỏi nói chung. Thì chúng ta phải cộng cho cô với một. Đúng rồi, một to verb nhá. Vậy đáp án đúng của cô ở đây phải là gì ạ? Đúng rồi, C, to talk. Đó. Bố mẹ thì đôi khi không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với con của họ khi mà con của họ đang ở trong cái gì nhỉ? Trong cái giai đoạn, trong cái tuổi dậy thì, được chưa? Trong cái giai đoạn mà thanh thiếu niên, giai đoạn tuổi dậy thì. Đó. Câu số 13 nào. It's really dangerous. She's always forgetting to the gas stove. Là gì? Thật là nguy hiểm. Cô ấy lúc nào cũng quên, quên cái gì đó, cái bếp ga. Go on cho cô là tiếp tục. Turn off là tắt. Put on là mặc. Mặc quần áo là đeo găng tay. Được chưa? Là đi giày. Get over là vượt qua. Đó, vậy thật là nguy hiểm. Cô ấy lúc nào cũng quên quên tắt cái bếp ga đi. Được chưa nào? She's always forgetting to turn off the gas stove. Được chưa nào?
nên là thật là nguy hiểm. Câu số 14 nào. There's many tourists in Ninh Bình province. Sau tourist thì cô sẽ cùng dùng cái gì nhỉ? Đó, các em sẽ cho cô cái cụm này nhá. Tourist attraction. Được chưa? Những cái gì đấy nhỉ? Những cái điểm thu hút khách du lịch. Được chưa? Thế nên đáp án của cô sẽ là đáp án D. Ready. Tourist attractions. Những cái điểm thu hút khách du lịch. Được chưa? Đó. Điểm thu hút khách du lịch nên cô chỉ đi với attraction thôi. Ok không nào? Đó. Cô viết lại nha. Điểm thu hút khách du lịch. Attractions. Những cái điểm thu hút khách du lịch. Được chưa? Có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch ở... Đúng rồi. Ở Ninh Bình. Được chưa nào? Đó. Tiếp. The dot dot of living in cities is higher than that in the countryside. Thấy không? Cái gì gì đó của việc sống ở thành phố thì cao hơn so với cái việc sống ở gì đây? Sống ở nông thôn thì standard là mức sống. Được chưa? Là mức sống, là tiêu chuẩn sống. Level là mức độ. Price là giá cả. Life là cuộc sống. Vậy cái gì ạ? Đúng rồi, cái mức sống ở thành phố thì cao hơn so với cái mức sống ở ở nông thôn. Được chưa? Mức sống ở thành phố thì cao hơn mức sống ở nông thôn. Thấy so sánh giữa the standard of living in city is higher than that ở đây chính là cái gì nhỉ? The standard of living in the countryside. Đúng không? Đó. That ở đây chính là thay cho cái cụm gì đây nhỉ? The standard of living. Được chưa? Đó chính là cái cụm that này đấy. Tại sao cô lại không dùng, tại sao cô không viết lại mà cô phải dùng that ạ? À? Tại vì nó bị lặp, đúng không? Mà câu mà bị lặp nhiều quá là nó sẽ không hay, được chưa? Nó sẽ không như văn đâu nhá, đúng không? Văn này nó còn có biện pháp lặp. Tiếp câu số 16 nào. If I had a powerful president, I would stop all the wars in the world. Là gì? Nếu tôi là một cái gì đây nhỉ? Một cái tổng thống có sức mạnh, có quyền lực thì tôi sẽ dừng toàn bộ những cái chiến tranh, những cuộc chiến tranh trên thế giới. Thì đây chính là cái gì đây ạ? Would stop là câu điều kiện loại mới. Đúng rồi, câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 của cấu trúc là gì? If cộng chủ ngữ cộng với động từ chia cho cô thì quá khứ đơn. Đúng không? Đằng sau cô có chủ ngữ cộng would cộng verb be. Được chưa? Nào chia cái chủ, chia cái đằng trước, chia cái động từ đằng trước thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn đây cô có chỉ có đáp án gì ạ? Đúng rồi, đáp án C. Được chưa? If I were a powerful president, đúng không? Nếu tôi là một cái người tổng thống có quyền lực thì tôi sẽ dừng toàn bộ những cái cuộc chiến tranh trên thế giới. Đó, một câu rất là bắt chen, đúng không? Đang có cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đó. Bây giờ các em có thể nói một cái điều ước này được, đúng không? Rất là hay, rất là hợp hoàn cảnh. Câu số 17 nào. My father works in a big company with high salary and he's the dot dot of my family. My mother stay at home and does the housework. Bố tôi làm việc ở một cái công ty lớn với một cái mức lương rất là cao và ông ấy là gì gì đó của gia đình. Mẹ tôi thì ở nhà và làm việc nhà. Thì bây giờ xem cho cô nhá. Bố thì sẽ là cái gì của gia đình đây? Tutor là gia sư. Facilitator là gì đây nhỉ? Người điều hành. Facilitator là người điều hành. Advisor là cố vấn. Cố vấn là gì ạ? Người mà đưa ra lời khuyên cho mình ấy. Breadwinner là gì? Là trụ cột. Người trụ cột, được chưa? Vậy bố tôi là gì đây nhỉ? Đi làm một công ty lớn này với mức lương cao này, thế nên bố tôi là trụ cột của gia đình, còn mẹ tôi ở nhà và làm việc nhà, được chưa? Breadwinner là trụ cột của gia đình, người mà kiếm tiền chính trong gia đình, chính là trụ cột của gia đình, được chưa? Rồi, câu số 18 nào. Breadwinner, được chưa nào? Câu số 18 nào. Hoa nói là I think we should preserve traditional craft village. Là gì đây? Chúng tôi nghĩ là chúng ta nên nên bảo nên gìn giữ những cái làng văn hóa truyền thống.
đúng không? Làng nghề truyền thống. Tôi nghĩ là chúng ta nên gìn giữ, bảo vệ, bảo tồn những cái làng nghề truyền thống. Vậy Mai nói là gì? That's a good idea. Đó thật là một ý tưởng hay đấy. Hay là well done, làm tốt lắm. Hay là bạn C, congratulations, chúc mừng. Hay là done day, good job, làm tốt lắm. Đúng không? Bạn ấy nói là gì? Tôi nghĩ là chúng ta nên gìn giữ những cái làng nghề truyền thống. Vậy à, Hoa, Mai sẽ đáp là gì? That's a good idea. Đó thật là một ý tưởng hay đấy. Đúng không? Hoa đưa ra ý tưởng thì Mai phải nói gì nhỉ? Đó thật là một ý tưởng hay đấy, khen, đúng không nào? Câu số 19 nào? Thank you very much for driving me home, đúng không? Rồi gì đấy nhỉ? Cảm ơn rất là nhiều vì đã cảm ơn rất là nhiều vì đã cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã lái xe và đã chở tôi về nhà nhá. Đúng không? Người ta cảm ơn mình thì mình sẽ đáp như thế nào ạ? You're welcome. Không có chi đâu, không có chi đâu, đừng có khách sáo, được chưa nào? Đó, người ta cảm ơn mình, cảm ơn cậu rất là nhiều vì đã chở tôi về nhà. Thì Tom sẽ đáp là You're welcome. Không có chi đâu, đừng có khách sáo. Được chưa nào? Rồi, xong. Xong bài về communication nhá, giao tiếp. Những cái câu có chức năng giao tiếp. Chế đến cho cô câu số 20 nào. Tìm lỗi sai. Được chưa? Tốt nhất là sửa được cho cô thì tốt. Đi thi thì các em không cần sửa, chỉ cần tìm cho cô lỗi sai thôi, được chưa nào? Còn bây giờ thì các em cứ sửa đi, để mình có thể rèn luyện những cái gì đấy nhỉ? Cái kiến thức của mình thôi. Look, the student are so excited and energetically. Là gì đây ạ? Nào, lỗi sai ở đâu đây? Đúng rồi, chúng ta có cái gì đây nhỉ? The student are, đúng không? Đứng sau động từ to be. Thế nên cô có cái gì? Excited là tính từ, đúng không? Đứng sau động từ to be là tính từ. Nhưng energetically lại là cái gì đây nhỉ? Lại là trạng từ. Vậy có thấy sai không ạ? Sai so với cái cấu trúc gì đây nhỉ? Cấu trúc song song của cô, đúng không? Hai từ, cô đã nhắc các em cái này rồi. Hai từ mà gì đây nhỉ? Được nối với nhau bởi liên từ and hoặc liên từ but, thì gì đây nhỉ? Nó phải có cùng một loại từ, có nghĩa là cùng là tính từ hoặc là cùng là trạng từ, được chưa? Tính từ trước and là tính từ thì sau and cũng phải là tính từ. Trước and là trạng từ thì sau and cũng phải là trạng từ, đúng không? Nhưng cái này cô cần cái gì ạ? À? Vì đứng sau to be. Thế nên cô sẽ cần tính từ, được chưa nào? Cô sẽ cần tính từ. Thế nên sai ở đây của cô là đáp án D, energetically. Phải chuyển về tính từ cho cô. Đây là trạng từ rồi, chuyển về tính từ nào. Cô sẽ có là energetic, được chưa? Nhìn kìa, những cái người học sinh thì thật là hăng hái, thật là hứng thú, hứng khởi và hăng hái. Đó, chuyển cái energetically thành về thành tính từ energetic cho cô nhé. Câu số 21, he stopped smoking because cigarettes are harmful to his health. Chủ ngữ là he, đúng không? Anh ấy ngừng hút thuốc bởi vì thuốc lá thì có hại cho sức khỏe của anh ấy. Chủ ngữ là gì đây ạ? À? Ngôi thứ ba số ít, đúng không? Ngôi thứ ba số ít thì sai ở đâu đây ạ? À? Đúng rồi, đáp án A, động từ stop chưa chia thùy thì cho cô, đúng không? Động từ stop chưa chia thì. Vì đây là thì gì đấy ạ? À? Hiện tại đơn, thế nên stop sẽ chia cho cô thêm S vào, được chưa nào? Rồi, xong. Câu số 22, I don't mind get up early and doing morning exercise. Đó. Xong mai, chúng mình học gerund and infinitive của cô có nhớ không? Xong mai, cô cần một động từ ở dạng gì nhỉ? Đúng rồi, một động từ ở dạng verb ing. Cảm thấy phiền khi làm gì? Được chưa? Vậy, đáp án sai của cô ở đây chính là gì? B, I don't mind. Phải là gì đấy nhỉ? Getting up. Được chưa? Tôi không thấy phiền khi dậy sớm vào buổi sáng và tập thể dục buổi sáng. Được chưa? Thế nên đáp án B phải sửa thành getting cho cô. Chưa? Tiếp. Câu số 23. She's the more beautiful woman I have ever met. Cô ấy là cái người phụ nữ gì đây? Cái so sánh kiểu gì thế này, đúng không? Vừa có the này, vừa nhất này, vừa hơn này. Sai ở đây là sai ở đâu ạ? Đúng rồi, B baby. Cô ấy là cái người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Người phụ nữ xinh đẹp nhất thì phải là gì ạ? So sánh với tính từ dài, beautiful. Thế nên cô sẽ là the most. So sánh nhất, được chưa? Cộng với tính từ dài đây này. Được chưa? Đây là cấu trúc so sánh nhất. Cô ấy là cái người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đó. There are many seasons to explain why.
có rất là nhiều mùa để giải thích tại sao mọi người không muốn sống ở trong mọi người không muốn sống trong cái gia đình nhiều thế hệ. Có rất nhiều mùa, đúng không? Các em cẩn thận cái này nhá. Tại vì nó gì đấy nhỉ? Cái chính tả của nó viết gần giống nhau, chỉ khác mỗi một ký tự thôi. Thế nên dễ rất dễ nhầm nhầm. Season của cô ở đây là gì ạ? Season của cô ở đây là mùa, danh từ mùa. Mùa có giải thích tại sao được không ạ? Không, phải là gì? Phải là lý do, reason. Thấy không? Nó chỉ khác mỗi cái ký tự đầu tiên này thôi. Đó, được chưa? Reason là lý do. Có rất là nhiều lý do để giải thích tại sao mọi người lại không thích sống trong gia đình có nhiều thế hệ. Được chưa? Lưu ý cho cô nhá. Hai cái này nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nó chỉ viết gần giống nhau thôi nên rất dễ là nhầm đấy. Tiếp qua số 25 nào. When I was a child, we usually live in London. Khi tôi còn là một đứa trẻ thì chúng tôi đã từng gì đấy nhở? Chúng tôi thường sống ở London. Thì đây chính là cái gì? Usually lived. Một việc gì đấy nhở? Một việc thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại ở đâu ạ? Quá khứ đơn. Một việc xảy ra thường xuyên ở quá khứ. Thường xuyên ở quá khứ. Nhưng bây giờ có còn nữa không ạ? Không. Đúng không? Một việc chỉ thường xuyên xảy ra ở quá khứ thôi. Nhưng bây giờ không còn nữa thì chúng ta có thể viết lại bằng cấu trúc nào? Chúng ta có thể viết lại bằng cấu trúc used to cộng verb be để mang nghĩa là đã từng. Cũng chỉ một việc thế nào đấy nhỉ? Thường xuyên xảy ra ở quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa. Được chưa? Đó. Chúng ta có usually là một trạng từ thường xuyên, lived, được chưa? Chia thì quá khứ đơn để chỉ một việc gì xảy ra trong quá khứ. Đó, thế nên cái này, hai cái trạng từ này và cái động từ này, chia thì quá khứ đơn đã kết hợp lại để tạo thành một cái việc xảy ra thường xuyên ở quá khứ. Được không nào? Đó, bây giờ đáp án B, đáp án C này, thì cô lại có cái cấu trúc gì đây nhỉ? Be used to, cái này nó khác với cái be used to nhá. Be used to cộng cho cùng một verb ing mang nghĩa là đã quen với, đúng không? Mang nghĩa là đã quen với, nó chẳng liên quan gì đến cái gì đây nhỉ? Cái một việc thường xuyên xảy ra ở quá khứ cả, đúng không? Nó không hề có liên quan đến cái nghĩa của hai cái cách dùng việc trên đó. Câu số 1 nào, xem cho cô nhá. Câu số 1, when I was a child, we used to live in London, đúng không? Khi chúng tôi là một đứa trẻ thì chúng tôi đã từng sống ở London, được chưa? Đáp án A đúng chưa? Rồi nhá. Cô để lại đáp án B. We are used to live. Cái này vừa sai cấu trúc vừa sai về nghĩa. Chúng tôi đã quen với việc sống ở London khi tôi còn là đứa trẻ này. Thì bây giờ lại gì đây nhỉ? Dùng to be ở hiện tại này và live chưa? Sai động từ, thế nên B cô loại. Đáp án C thì sao? Đấy. Live chia đúng rồi này, nhưng mà lại gì đây nhỉ? Chúng tôi đã quen với thì nó sẽ gì đấy nhỉ? Bị mâu thuẫn với khi tôi còn là một đứa trẻ. Khi tôi còn là một đứa trẻ mà lại chúng tôi bây giờ chúng tôi quen với à? Đúng không? To be này đang chia ở hiện tại đây này. Trong khi ngữ cảnh của tôi là gì đây nhỉ? Khi tôi còn là đứa trẻ cơ. Đó, thế nên C cô loại. Đáp án D thì sao ạ? Dùng used to đúng rồi, nhưng mà live lại chia sai động từ, đúng không? Thế nên đáp án D cô loại, used to phải cộng với verb be cơ, đúng không nào? Đáp án chính xác của cô chính là đáp án A. Chờ, khi các em kiểm tra được, khi các em có em chọn một đáp án là cái gì đấy nhở? Các em phán đoán một đáp án là đúng nhá, nhưng đừng bao giờ quên kiểm tra lại ba đáp án còn lại cho cô xem sao nhá. Để chắc chắn thì chúng mình vẫn cứ phải kiểm tra cả bốn đáp án. Câu số 26 nào. The teacher said, I will explain the problem one more time. Đúng không? Người giáo viên nói là cô sẽ giải thích lại cái vấn đề này một lần nữa. Thì câu đáp án A của cô sao nào? The teacher said, đến đây là đúng rồi. Giáo viên nói rằng ai, cái chủ ngữ là ai này sẽ phải đổi theo ngôi của người gì đấy nhỉ? Ngôi thứ nhất đổi theo ngôi của người nói. Người nói là the teacher. Mà ở đây vẫn chưa đổi ngôi này. Thế nên cái này sai, không còn xét cái sau luôn. Sai một cái là bỏ luôn. The teacher said she, đổi ngôi chưa? Đổi ngôi rồi, ok. Will, phải đổi về thành would explain. Đúng rồi, the problem, one more time. Câu B đúng rồi đấy, cô để lại một chút xem sao. Đáp án C nào, the teacher said đến đây là đúng rồi này. She đổi ngôi, đúng rồi. Nhưng Will là gì đây nhỉ? Will chưa đổi.
cô loại luôn. Đáp án D nào. The teacher said she đổi ngôi đúng rồi, nhưng explain ở đây của cô là will explain cơ mà, sao ở dưới này lại đổi thành gì đây nhỉ? Quá cứ đơn thế này, đúng không? Loại. Vậy đáp án chính xác của cô là đáp án B, được chưa nào? Đó. Khi cô đã đoán được đáp án B là đáp án chính xác rồi, nhưng cô vẫn phải kiểm tra các đáp án còn lại, được chưa nào? Câu số 27 nào. People believe that Vietnam has been successful in dealing with COVID-19. Đây là câu gì đấy nhỉ? Bị động khách quan đúng không? Bị động khách quan sẽ có mấy cách chuyển đây, nhớ cho cô không? Bị động khách quan. Phân tích một chút nhá. Chúng ta có people là chủ ngữ thứ nhất này, believe là chủ ngữ thứ hai này, sau đó that này, Vietnam này. Sorry. Phân tích lại nhá. People là chủ ngữ thứ nhất, believe là động từ thứ nhất, được chưa? Vietnam là chủ ngữ thứ hai. Động từ thứ hai là has been successful in dealing with. Được chưa? Đây là động từ thứ hai. Đây là tân ngữ thứ hai. COVID-19 là tân ngữ. Được chưa nào? Nào bây giờ mình có mấy cách chuyển ạ? À? Bị động khách quan thì có hai cách chuyển. Cách thứ nhất, cô chuyển với một. Cô chuyển với một là cô sẽ mượn một cái gì đấy nhở? Chủ ngữ giả là it, sau đó cô sẽ cộng với to be và verb 1 chia cho cô về dạng phân từ. Được chưa? To be này sẽ chia theo thì của verb 1 và chia theo it, được chưa nào? Sau đó that, cái mệnh đề 2 giữ nguyên. Đấy là cách thứ nhất, được không nào? Đó, that nhá, cái mệnh đề đằng sau giữ nguyên, được chưa nào? Cách 1 cô chỉ chuyển cái vế thứ nhất này thôi. Đó, được chưa nào? Cách thứ hai, cô sẽ chuyển cái chủ ngữ thứ hai lên là gì đây? Chủ ngữ thứ hai này, sau đó vẫn cộng với be và cộng với động từ thứ nhất chia dạng phân từ hai cho cô nhá. Động từ thứ nhất chia dạng phân từ hai, được chưa? Be này thì vẫn chia theo thì của động từ thứ nhất và chia theo cái chủ ngữ mới là cái chủ ngữ thứ hai này, được chưa nào? Đó. Có nhìn thấy được không? To be này, được chưa? Cái to be này thì cô chỉ nhắc lại một chút nhá. Còn các em đã phải gì đây nhỉ? Nắm rất là rõ rồi. Chia theo thì của động từ thứ nhất và chia theo cái gì? Cái chủ ngữ thứ hai này. Sau đó cộng cho cô với gì? To. Thứ nhất, to verb be, verb 2 để dạng nguyên thể này. Khi verb 2 chia ở gì gì đấy nhỉ? Hiện tại. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và gì đây nhở? Và các thì tương lai. Khi nó chỉ ở hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và các thì tương lai. Thứ hai, to sẽ cộng với have, cộng với verb 2 để dạng phân thứ hai. Nếu cái verb thứ hai này chỉ ở thì quá khứ đổ xuống. Quá khứ đổ xuống là gồm những cái gì nào ạ? Quá khứ này, hiện tại hoàn thành này, thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, được chưa nào? Tại vì sao lại gồm cả hiện tại hoàn thành ở đấy ạ? Tại vì hiện tại hoàn thành xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ, đúng không? Thì nó vẫn thuộc từ quá khứ đổ xuống. Đó, nên lưu ý cho cô nhá. Nào xem nào. Cái cách thứ hai á thì nó sẽ hơi phức tạp một chút. Nó phức tạp ở cái phần sau này này, đúng không? Nó hơi phức tạp ở phần sau một chút này thôi. Đó, được chưa nào? Còn cái vế đầu tiên thì nó cũng vẫn thế, đúng không nào? Cái vế đầu tiên thì nó cũng không thay đổi gì so với cách thứ nhất. Ngoài việc là gì đây nhỉ? Cái chủ ngữ nó khác. Chủ ngữ thứ nhất là it, chủ ngữ thứ hai là chủ ngữ ở cách thứ nhất là cô mượn it. Chủ ngữ ở cách thứ hai là cô chuyển cái chủ ngữ thứ hai, chủ ngữ ở vế thứ hai lên. Được chưa nào? Đó. Rồi, bây giờ làm cho cô. Xem cô đáp án A nào. Câu A là cô chuyển cái gì lên đây ạ? À? Chuyển cái chủ ngữ thứ hai lên Việt Nam này. Vì cái động từ believe này ở thì gì đây nhỉ? Hiện tại đơn. Đúng không? Động từ thứ nhất ở thì hiện tại đơn. Thì cô dùng to be là is với cái chủ ngữ là Việt Nam đúng chưa? Rồi, sau đó động từ thứ nhất chia dạng phân từ hai. Đúng rồi. Sau đó to. To phải cộng cho cô với gì đây nhỉ? Với verb be. Được chưa nào?
tu phải cộng với cộng với vấp e cơ, còn đây là tu cộng với gì rồi, đúng rồi, cộng với vấp in rồi. Thế nên câu A cô loại. Câu 2, Việt Nam was cái gì đây ạ? À? To be ở quá khứ đơn, trong khi cái gì ạ? À? Trong khi cái động từ thứ nhất cô ở hiện thì hiện tại đơn các bạn, đúng không? Động be nhá phải chia theo thì của vấp 1. Đúng không? Be phải chia theo thì của vấp 1. Mà vấp 1 cô ở hiện tại đơn thì lấy đâu ra cái to be ở quá khứ đơn như thế này ạ? À? B sai, được chưa? Bây giờ còn hai cách dưới. Hai cách dưới, à quên, hai đáp án C và D. Hai đáp án C và D là chia đang làm theo cách thứ nhất đây này, được chưa? Mà chúng mình lại nhìn thấy cái gì đây? Đáp án D đó. To be lại chia theo quá khứ đơn này, trong khi thì của vấp 1 của cô ở hiện tại đơn. Đó, thế nên đáp án D cô loại. Được chưa? Đáp án C thì sao? It is believed, đúng chưa? Rồi, to be là y chia theo thì hiện tại đơn và chia theo chủ ngữ mới là it is believed that. Được chưa? Đó, vế đằng sau giữ nguyên, không thay đổi, được chưa? Cách thứ nhất dễ hơn rất là nhiều so với cách thứ hai. Được chưa? Rồi nhá. Câu thứ 27, đáp án của cô chính là đáp án C. Được chưa nào? Rồi, câu thứ 28 nào. The traffic was bad. We arrive on time. Cái gì đấy nhở? Cái giao thông thì rất là tệ. Chúng tôi vẫn đến nơi đúng giờ, đúng không? Vậy viết lại bằng cái cấu trúc gì của cô nhở? Although, mặc dù giao thông rất là tệ, đúng không? Although cộng cho cô với một mệnh đề. Đằng sau là một mệnh đề mang nghĩa là nó sẽ bằng với despite. Hoặc là in spite of cộng với danh từ hoặc là verb ing. Đằng sau cũng là một mệnh đề, được chưa nào? Although hoặc là mình còn có though này. Even though nữa. Để mang nghĩa là mặc dù. Mặc dù nhưng. Dịch là nhưng. Nhưng ở trong câu không dùng but đâu nhá các em nhá, lưu ý cho cô. Đừng có dịch là nhưng trong câu dịch lúc dịch là nhưng thế là trong câu lại viết luôn cả bất vào đấy cho cô là chết rồi. Câu A nào, although the fact that cô không có although the fact that nhá các em nhá. Có chăng thì là thế nào ạ? Có chăng thì là gì đây nhỉ? Inspired. Có chăng thì là despite. Despite hoặc là inspired of. Sau đó cộng với the fact that. Rồi cộng cho cô với một mệnh đề. Đó, đằng sau là một mệnh đề như thường. Ý là sao đây ạ? Đúng không? Ý là chúng ta không muốn chuyển cái. Các em không muốn chuyển cái mệnh đề này thành danh từ hoặc là verb ing. Thì các em thêm cho cô cái cụm the fact that vào. Được chưa nào? Các em thêm cho cô cái cụm the fact that vào và sau đó cộng với một mệnh đề như thường. Đây là một cái cách mà cách lười, đúng không? Đây là cách lười. Chúng mình chỉ thêm mỗi cái the fact that là chúng mình là có thể biến câu từ although though thành despite và inspire of rồi, được chưa? Đó. Rồi nhá. Câu A sai này. Cô có inspire of the fact that và despite the fact that chứ cô không hề có although the fact that. A loại. We arrived on time although the traffic was bad. Chúng tôi đến nơi đúng giờ mặc dù cái giao thông thì tệ. Đó, cô B cô thấy đúng rồi đấy. Cô để lại đã. Mặc dù cái giao thông thì tệ. Chúng tôi đến nơi đúng giờ. Dâu ở đằng đằng sau như thế này cũng được. Nếu để ở đằng trước thì hai mệnh đề sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy. Còn nếu để although và though ở đằng sau thì gì đây nhở? Giữa hai mệnh đề không có dấu phẩy nào hết, được chưa? Không được ngăn cách bởi cái gì hết. Được chưa? Vậy câu 28, đáp án của cô sẽ là cả đáp án B và cả đáp án C nhá. Chưa? Tiếp cho cô nào, câu số 29. The woman is my brother's close friend. You met her yesterday. Cái người phụ nữ này là bạn thân của anh trai tôi. Bạn đã gặp chị ấy ngày hôm qua đấy. Thì chị ấy, her, you met her. Her ở đây chính là gì đây ạ? Đúng rồi, chính là the woman. Đúng không? Bây giờ mình cần một cái mệnh đề quan hệ để bổ sung nghĩa cho từ the woman. Và đóng vai trò là cái gì đấy ạ? Đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề phía sau. Đúng không? Tại vì her ở đây là tân ngữ mà. Thì mình có cái đại từ quan hệ gì ạ? Mình sẽ dùng những cái đại từ quan hệ là whom.
Mình dùng đại từ quan hệ là who cũng được, dùng đại từ quan hệ là that cũng được, đúng không? Hoặc là mình có thể lược bỏ cái đại từ quan hệ đi, tại vì nó đóng vai trò là một tân ngữ. Ok chưa? Đó. Thì câu này, đáp án A nào, cô sẽ có là gì đây nhỉ? Rồi, dùng who nhá, dùng who cũng được. Và nhớ này, bổ sung nghĩa được cái gì đứng ngay sau cái đấy. Thì mình bổ sung nghĩa cho the woman mà, thế nên phải đứng ngay sau the woman, được chưa? Who you met her, đúng không? Nếu cô đã dùng gì đấy nhở? Cô đã dùng những cái đại từ quan hệ thay thế, những cái đại từ quan hệ này thay thế cho her rồi, thì đây làm giả sao mà có her được nữa. Đáp án A cô loại. Đáp án B em sửa để cho cô một chút nhá, gạch bỏ cho cô cái từ her ở đây, được chưa nào? The woman whom, cô dùng whom nhá, whom you met, được chưa? Cô thay her bằng whom rồi đây rồi. Whom you met yesterday is my brother's close friend. Được chưa? Chính xác. Cái người phụ nữ, người mà bạn gặp ngày hôm qua thì là bạn thân của anh trai tôi. Được chưa? Câu B đúng rồi. Câu C nào? Cái người phụ nữ gì đây ạ? Whose. Whose này là gì đây nhở? Thay thế cho sở hữu. Mà trong câu này có sở hữu gì không ạ? Không hề có sở hữu gì và vẫn còn cái gì đấy nhở? Vẫn còn cái tân ngữ ở đây này này, thế nên C cô loại. Đáp án D nào, the woman which, bổ sung nghĩa cho danh từ chỉ người mà lại dùng which này, đúng không? Bỏ ngay. Which chỉ dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật và bổ sung nghĩa cho danh từ chỉ vật thôi, được chưa? Thế nên đáp án câu số 29 cho cô chính là đáp án B, baby. Được chưa? Rồi, câu số 30 nào. We were happy we came back to school after a long time. Được chưa? Chúng tôi rất vui. Chúng tôi đã trở lại trường sau một cái thời gian dài, đúng không? Đây còn nhớ cái cấu trúc gì của cô hay không? Chủ ngữ này, cộng to be này, cộng tính từ. Đúng không? Sau tính từ phải là một cái gì nhỉ? Đúng rồi, cho cô một cái to cộng verb be. Thật là như thế nào? Khi làm gì? Được chưa nào? Thật là như thế nào khi làm gì? Chúng tôi thật là vui khi trở lại trường sau một khoảng thời gian dài. Đáp án A thì sao? That we coming, rằng chúng tôi, ở đây lại là một cái verb in đứng trực tiếp sau sau chủ ngữ như thế này. Có bao giờ có cái công thức như thế này không ạ? Không, A loại. We were happy come back, đúng không? Sai cấu trúc. Sau tính từ không bao giờ có một verb nguyên thể không có to như thế này. Loại. We're happy, sau tính từ lại là một verb in như thế này này này. Không có nhá. Loại. Sau tính từ happy, chúng ta có to verb to come back to school after a long time, đúng không? Đáp án D là đáp án chính xác. Nhớ cho cô cấu trúc nhá. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta đến với cái bài đọc điền từ tiếp theo. Được chưa nào? English is my mother. Mother mouth, mother nose, mother ears hay mother tongue? Cô có mouth là gì đấy nhỉ? Mouth là miệng, nose là mũi, ear là tai và tongue là lưỡi. Thì bây giờ cô có mother. Các em còn nhớ cho cô cái cụm từ gì đây nhỉ? Mother tongue là gì đây nhỉ? Chỉ cái danh từ, chỉ cái ngôn ngữ mẹ đẻ, được chưa? Ngôn ngữ hay là tiếng mẹ đẻ? Hay dịch cho cô là tiếng mẹ đẻ. Được không ạ? Nên đáp án cho câu số 31 của cô chính là đáp án D, Daddy, English is my mother tongue. Được chưa? Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Được chưa? Câu số 32 nào. Cô có gì đây nhỉ? Traveling to the country where the Turkish language is spoken is very helpful. If you cannot speak the language well enough, you will certainly have trouble. Là cái gì đây nhỉ? Đi du lịch ở những cái quốc gia mà có cái ngôn ngữ mà đang là cái mục tiêu của mình ấy, đúng không? Cái ngôn ngữ mục tiêu của mình được nói ở đấy thì rất là có ích. Nếu mà bạn không thể nói cái ngôn ngữ đó đủ tốt thì bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vậy nào, điền cho cô liên từ gì ở đây? Cô có or là hoặc, cô có although là mặc dù, cô có but là nhưng, là tuy nhiên, that là rằng, đúng không? Nếu mà bạn nói cái ngôn ngữ đó không đủ tốt thì bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề, đúng không? Đi du lịch ở những cái quốc gia mà đang nói cái ngôn ngữ mục đích, ngôn ngữ mục tiêu của mình mà mình muốn học ấy thì rất là có ích. Thế nhưng, đúng rồi, nhưng nếu mà mình nói cái ngôn ngữ đó không đủ tốt thì chắc chắn là mình sẽ gặp vấn đề đấy, được chưa? Chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Đáp án câu số 32 chính là đáp án C. Được chưa? Cho cô câu số 33 nào. I also frequently go to the movie, watch television, listen to the radio in the language I am trying to learn. Thì đây, tôi cũng thường xuyên xem TV này, xem phim này, xem TV này, nghe radio, nghe đài mà cái language mà có cái gì đấy nhỉ? Nghe đài bằng. Được chưa? Xem phim này, xem TV này, nghe đài bằng cái ngôn ngữ mà tôi đang cố để học. Thì đúng không? Bây giờ mình cần điền cái gì đấy nhỉ? Đại từ quan hệ nào để bổ sung nghĩa cho cái danh từ language. Language là cái gì đấy nhỉ? Danh từ chỉ vật, đúng không? Cái ngôn ngữ chính là danh từ chỉ vật. Danh từ chỉ vật có dùng who không? Không. Danh từ chỉ vật có dùng mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng whom không? Không. Danh từ chỉ vật có dùng mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng whose không? Không. Danh từ chỉ vật chỉ dùng mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng which, được chưa? Which sẽ bắt đầu một mệnh đề quan hệ bổ sung nghĩa cho danh từ chỉ vật. Được chưa? Câu số 33 của cô đáp án chính là đáp án A. Được chưa? Câu số 34 nào. However, getting knowledge of the language is one of the most. Đó. Xem cô bốn đáp án nào. Câu 34 đúng không? Chúng ta sẽ có là any. Any mang nghĩa là một chút, đúng không? Một vài, một chút. Nó sẽ thường dùng trong câu. Đúng rồi. Câu phủ định và câu nghi vấn. Lưu ý cho cô nhé. Any thường sẽ dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Được chưa nào? Đó. Little là gì đây nhỉ? Hầu như không. Hầu như không. Được chưa? Less là ít hơn. Some thì sẽ là cái gì đấy nhỉ? Cũng là một chút, một vài, một chút. Được chưa? Nó thường sẽ dùng trong câu khẳng định. Đó, đó. Vậy bây giờ mình xem nào, câu này của cô là gì đây nhỉ? Getting knowledge là gì đây? Đạt được những cái kiến thức, những cái tri thức về cái ngôn ngữ. Được chưa? Thì câu này là câu gì đấy nhỉ? Không phải, câu này là câu khẳng định đúng không? Loại A. Câu này cũng không phải câu so sánh mà mình dùng less, dùng ít hơn được, đúng không? Mà cái này dùng hầu như không hay là dùng một vài một chút nhỉ? Đúng rồi. Nghĩa gì đây nhỉ? Nghĩa của little hầu như không, nó không phù hợp. Thế nên mình loại đi. Được chưa nào? Đó. Thế bây giờ cô có đáp án ở câu thứ 34 chính là đáp án D, ready. Được chưa? Đạt được cái gì đấy nhỉ? Có được cái kiến thức về cái ngôn ngữ là một trong những điều như thế nào nhất, đúng không? Thì cô thấy câu số 35 này. Sau the most, đúng không? Sau so sánh nhất của cô ở đây và đứng sau gì đấy nhỉ? To be. Đứng sau to be. Trong so sánh nhất thì cô cần cái gì? Tính từ, đúng không? Sau to be này, thế nên cô cần tính từ ở dạng so sánh nhất. The most, được chưa? Thế nên bây giờ cô xem bốn đáp án nhá. Important, đáp án A là gì? Là danh từ, cô loại. Đáp án B là gì? Là tính từ đó. Mang nghĩa là gì nhỉ? Là quan trọng. Đáp án C là gì? Cũng là tính từ, unimportant, một tính từ gì đây nhỉ? Thêm tiền đồ ăn này tạo thành tính từ trái nghĩa, không quan trọng. Đó, importantly là trạng từ, cô loại luôn, được chưa? Vậy gì đấy nhở? Có được kiến thức về cái ngôn ngữ là một trong những điều quan trọng nhất, được chưa? Có được kiến thức về ngôn ngữ, đúng không? Khi mà mình học một cái ngôn ngữ nào đó thì mình có cái kiến thức về cái ngôn ngữ đấy là một trong những điều quan trọng nhất. Đáp án chính xác có 35 chính là đáp án B, baby. Ok chưa nào? Đó. Rồi, sang cho cô bài đọc hiểu tiếp theo. Đúng không? Đó, bài đọc hiểu với Mercury là cái gì đây nhỉ? Sao, sao thủy, được chưa nào? Đó, và chúng ta sẽ có câu đầu tiên nhá. Đáp án gì đây ạ? Câu đầu tiên, the word Swiftis. Cái từ Swiftis này ở trong đoạn văn thứ nhất mang nghĩa là gì? Thì bây giờ nếu cái từ này nghe vẻ nó có vẻ mới mới lạ lạ đấy nhỉ? Thì bây giờ mình dịch cho cô bốn đáp án nhé. Đầu tiên là cứ dịch cho cô bốn đáp án đã, được chưa? Là fastest là nhanh nhất. Đúng không? Cô có coldest là lạnh nhất. Cô có hottest là nóng nhất. Biggest là lớn nhất. Đó. Bây giờ coi như là mình không biết cái từ Swiftest này đi, đúng không? Thì các em bắt đầu thay cho cô bốn cái từ này. Thay cho cô bốn đáp án này vào cái từ Swiftest này và dịch cho cô cái ngữ cảnh này ra. Được chưa?
It is also the sun's switches planets là gì? Nó cũng là một cái hành tinh như thế nào đó nhất của mặt trời. Cái gì đây? Hành trình hàng năm của nó quay xung quanh mặt trời là chỉ khoảng 85 ngày thôi. Đó, nó đề cập đến cái thông tin gì nhỉ? Cái việc quay xung quanh mặt trời mất 85 ngày. 85 ngày nó nói đến cái gì đấy ạ? Đang nói đến cái tốc độ, đúng không? Cái hành trình quay xung quanh mặt trời của nó chỉ, đây, only chỉ có 85 ngày thôi. Đang nói đến cái gì nhỉ? Cái thời gian quay xung quanh mặt trời chỉ có 85 ngày, có nghĩa là nó quay nhanh hay chậm ạ? À? Nó quay nhanh, đúng không? Nhanh thì nó liên quan đến cái gì ạ? À? Đúng rồi, liên quan đến tốc độ. Vậy cái switches của cô chính ở đây chính là cái fastest, được chưa? Fastest, fastest, được chưa nào? Nó cũng là hành tinh mà nhanh nhất của mặt trời, đúng không? Cái hành trình của nó quay xung quanh mặt trời hàng năm chỉ khoảng 85 ngày thôi, được chưa nào? Các em đã hiểu cái cách để mình làm những cái này chưa? Đúng không? Để tìm nghĩa của từ trong đoạn văn nhá, các em không bao giờ được tách rời cái gì đây nhỉ? Cái từ vựng đấy ra khỏi cái ngữ cảnh. Tại vì cái ngữ cảnh nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc em tìm cái nghĩa của nó, tìm cái nghĩa của cái từ mới đó, được chưa nào? Đó, vậy cô có Swiftis chính là nhanh nhất. Nó cũng là cái hành tinh mà nhanh nhất trong hệ mặt trời. Tại vì gì đây nhỉ? Cái hành trình hàng năm quay xung quanh mặt trời của nó chỉ khoảng 85 ngày thôi, được chưa nào? Đó. Cho cô câu số 37 nào. Chúng ta sẽ có We cannot see the dark side of Mercury because chúng ta không thể nhìn thấy cái mặt tối, đúng không? Cannot see dark side of Mercury. Mercury, được chưa? Không thể nhìn cái mặt tối của cái sao Thủy bởi vì thế nào? Moves very fast, di chuyển, nó di chuyển rất là nhanh, cái sao Thủy di chuyển rất là nhanh. Đáp án B là gì? Nó chỉ xuất hiện gì đây nhở? Just before sunrise, trước khi mặt trời mọc và soon after sunset, sau khi mặt trời lặn, đúng không? Đó. Đáp án C nào? It always keep one side towards the sun. Nó lúc nào cũng chỉ gì đây nhở? Chỉ duy trì, chỉ giữ một cái phía, một cái mặt để gì đây nhở? Hướng vào mặt trời thôi. Đó, đáp án D nào. Too far for us to see. Nó quá là xa cho chúng ta để có thể nhìn thấy. Nào, để xem cho cô đáp án nào là đáp án đúng đây. Nào, không thể nhìn thấy dark side đâu. Đây. Đọc cho cô cái đoạn văn thứ hai này. Mercury always keeps one side towards the sun. On this side is always days. On the other side is always night. We only see the lighted side. Đây. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái mặt được chiếu sáng thôi bởi vì thế nào? Nó lúc nào cũng chỉ gì đây nhở? Nó lúc nào cũng chỉ giữ một phía hướng về phía mặt trời thôi. Thế nên đáp án cho câu thứ 37 của cô chính là đáp án C, được chưa nào? Lúc nào cũng chỉ giữ một phía để hướng về phía mặt trời thôi. Tiếp câu số 38 nào. On the lighted side, the Mercury's temperature is now. Trong cái gì đây nhở? Cái phía mà được chiếu sáng đó thì cái nhiệt độ là bao nhiêu? Nhiệt độ của cái sao Thủy này là bao nhiêu? Zero là 0 độ C, 85 độ C, 100 độ C hay là 300 độ C? Nào. Nhiệt độ nhá, lighted side nhá. Đây, đọc cho cô câu dòng thứ ba từ dưới lên của đoạn văn thứ thứ ba, dòng thứ ba từ dưới lên của đoạn văn thứ ba. On the lighted side, đây, ở cái phía mà được chiếu sáng đó, thì mercury temperature is about 300 degrees centigrade. Là bao nhiêu đây? 300 độ C, đúng không? Thế nên đáp án của cô sẽ là đáp án D, Daddy. Ở cái phía mà được chiếu sáng đó, thì nhiệt độ của sao Thủy sẽ là tầm tầm about tầm 300 độ C, được chưa nào? The word it in paragraph 4 refers to cái từ it trong đoạn văn số 4 thì nói đến cái gì? Mercury, sao thủy này hay là nói đến the sun, mặt trời, hay gravity là trọng lực, hay là the earth, cái trái đất. Nào, cho cô nào, it đây. Đó, it là nó thì mình phải đọc mấy cái câu liên quan đến nó, đọc cho cô hai câu này nhá. Để hiểu rõ hơn, được chưa? Cái gì đấy nhỉ? Sao Thủy thì có kích thước bằng một nửa trái đất, đúng không? Nó có kích thước bằng một nửa trái đất bởi vì nó nhẹ hơn nhiều, thế nên nó sẽ có ít trọng lực hơn nhiều. Nó đây là gì ạ? Đúng rồi, đang nói đến cái gì đấy nhỉ? Đang nói đến cái sao Thủy. Sao Thủy thì nhẹ hơn, có kích thước bằng một nửa trái đất nhá, có kích thước bằng một nửa trái đất nhá. Nó đây, nó nhẹ hơn
nó nhẹ hơn, thế nên nó có ít trọng lực hơn, đúng không? Ít trọng lực hơn nhiều. Thế nên nó ở đây chính là gì ạ? Sao Thủy. Đang nói đến, đang so sánh cái gì đây nhỉ? Đang so sánh kích thước của sao Thủy với, kích thước của sao Thủy với trái đất. Vì sao Thủy nhỏ bằng, chỉ bằng một nửa trái đất thôi, thế nên nó sẽ này, nó nhẹ hơn rất là nhiều. Vì nó nhẹ hơn thế nên cái trọng lực của nó cũng cũng ít hơn. Của nó đây chính là của cái sao Thủy, được chưa nào? Câu 39 cho cô đáp án A, được chưa? Now what is the passage mainly about? Cả cái đoạn văn này nói về cái gì? Nói về cái members in solar system, những cái thành viên trong cái hệ mặt trời. Hay nói đến sao Thủy này, hay nói đến gravity trọng lực, hay nói đến cái hệ mặt trời đây. Đúng rồi, nói đến cho cô cái Mercury, cái sao Thủy. Được không nào? Đó. Câu này người ta đặt ở cuối cùng, quá là thuận tiện cho mình làm cuối cùng luôn. Nếu mà người ta đặt ở đầu ấy, thì có rất nhiều bạn sẽ gì đây nhỉ? Làm luôn nó từ ban đầu, thế nên sẽ rất mất thời gian nhá. Cái chiến lược như thế là chiến lược chưa hợp lý, được chưa nào? Đó, vậy chúng mình đã cùng giải quyết xong cái đề thi số 18 rồi nhá. Chờ, hy vọng là các em sẽ có thể nhuần nhuyễn những cái bước làm bài và những cái kỹ năng làm bài trong từng cái dạng đề, trong từng cái dạng bài trong một cái đề thi, được chưa? Rồi. Bye bye các em, và hẹn gặp lại các em vào những cái buổi chữa đề lần sau nhá. Bye bye.